Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời ca sĩ Tuấn Nguyễn và ca sĩ Hà Phương đến với ca khúc Phút Cuối. Xin mời hai ca sĩ ạ. Tôi sẽ xin trình bày bài Phút Cuối. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Lũi đôi lồng lồng chiều mưa nhớ anh, biển xanh vẫn say người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ. Anh ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau. Lễ này cho anh hay lễ này cho em, khi mộng ước không thành. Còn bao lâu hãy muốn đời lối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rơi bên, biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này em ơi.
ơi bao giờ nhớ thương này là hôm tiễn anh